qua đi đường, đi chơi, đi đường thấy con mẹ nó bị xe nén chết rồi, giờ nhạt mũi được con này. Cô có nuôi được không? Cô nuôi hội cháu chứ vợ cho lại không cho nuôi. Mới để đi làm suốt thì không có người ở nhà nuôi. Con mẹ nó chết rồi đó. Mẹ nó bị xe nén chết rồi. Ui, thân nhí con này chắc mới đẻ sao? Chắc mới đẻ thôi chứ hôm qua đi đường sao xe nén chết đi. Còn hôm qua còn quay video mẹ nó chết này. Dắt người ta lạm xe rồi. Rồi. Cho nó đi bệnh viện. Ai nhét cho nó đi. Không. Không. Cái gì nén vào chứ chết, nó bị xe nén vào. Con như này nó bị xe nó nén vào thế này. Đây này con nó đây này. Có thân nhỉ? Đâu? Đây con đây. Con à? Ở đâu đây? Con này, con này, con mới đẻ. Con này chắc mới đẻ. Cho đi bệnh viện mới đẻ hả? À, đây là con mới đẻ nhưng mẹ bị tai nạn. Thả xuống cho mẹ nó. Con mới đẻ nhưng mẹ bị tai nạn là tai nạn mẹ cái xe cũng rồi nó chạy qua. Nén vào. Tội nghiệp. Nén hơi nặng đấy. Thế xong cho đi bệnh viện xem là có cứu được không? May lại gần không nén được con quốc. Nhà nó nén vào. Ừ, thân đấy. Ui, con mẹ nó lớn nhỉ. Ui, thế chết con này chắc mới đẻ, nhưng con này nó còn muốn sữa. Chắc phải rồi. Ừ, thế đưa để cô chăm cho. Để cô chăm cho nhá. Để cô chăm anh. Rồi, cô chăm nó. Ui, thân, thân. Tua nhỉ. Nén chết tí quá là. Sạch sẽ cho nó. Tôi đi chăm cho cô nhá. Hai bố con mẹ nhá, chào em nhá. Cô chăm mời thật cho cháu nhá. Thôi được rồi, cứ yên tâm cô chăm.
mẹ xin nào nha, mẹ xin. À, ok. Ở đây nhá. Ôi. Mời cho em nha. Đó này hả? Cháu đất nhé. Tại sao rồi? Đi mẹ nấu cháo cho em nhé. Mẹ làm bột cho em nhé. Rồi, xong rồi, xong rồi. Từ tay đó là xong. Ừ, không bút tay nha. Năm tắm nha. Em sạch sẽ, em nằm đây đợi mẹ nhá. Nào, em nằm xuống đây nào. Ôi, yêu quá nhỉ. Nằm đây. Nào, nằm xuống đây. Ô, mẹ xin gì? Cho mẹ xin nào, cho mẹ xin nào. Xin nhá. Thường thế nhỉ. Nào, đi đây nào. Ô, mẹ thương. Mẹ thương em. Nào, em cho mẹ nhờ đi nào. Nằm đây nhá. Nào, con nằm đây đi nhá. Nằm đây mình đi lấy đồ ăn cho con nhá. Nè,
mai mẹ đi mua cho em cái bình sữa nhé. Quan đấy, thành viên mới ở nhà mình nha. Chắc thằng nó rồi không ăn nữa. Ôi mẹ thương này, con nhìn xem con khỉ này đáng yêu không? Đã. Con xem nào, con thằng bé ăn đi con. Ôi, cấm quá. Trời ơi, nào bỏ cặp sách ra cho mẹ con. Rồi. Hôm nay đi học có vui không con? Ăn có ạ. Con bé này cho em ăn tốt nhé. Nào. Em ơi. Nào. Chắc em no rồi đấy. Con ơi, bây giờ nó là thành viên của nhà mình rồi, mình nên mình đặt tên cho nó là gì nhỉ? Mẹ con cho nó là Miu. Miu hả? Thì mẹ gọi là nó em Miu nhá. Mẹ con, là em của con nhá. Mẹ mẹ hai mẹ con mình cùng chắc cho em Miu nhá. Miu ơi, Miu có tên rồi đấy nhá.